Zero, làm cái gì vậy? Nước. Trời ơi, đã cãi chay như vậy rồi á, còn sợ bị phát hiện hả? Đi ra đây, đứng thẳng người lên, bỏ tay vô túi quần giống vậy nè, mắt phải hung hăng lên. Hung hăng lên? Đúng. Hung hăng chưa? Đúng. Đủ dữ chưa? Rồi. Tốt lắm, bây giờ anh sẽ chỉ cho em cách để trở thành một người xấu. Đó là? Mình phải kiếm tụi con nít để ăn hiếp bọn nó. Ăn hiếp con nít? Dạ hai chú đứng đây làm gì? Chú là nhân viên dọn dẹp đa chức năng. Nhân viên dọn dẹp đa chức năng. Nhân viên dọn dẹp đa chức năng. Đúng. Thiệt không vậy? Thiệt. Anh, hình như em sai sai gì đúng không? Em quá sai luôn á. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Bây giờ á, em ngốc quá à. Mình tới đây á để làm kẻ xấu. Ra để hai chú bàn luận công việc một chút. Một chút thôi. Hai chú bàn luận lẹ nha. Okay. Rồi vô dọn dẹp. Ok. Mình tới đây á để làm kẻ xấu, không phải là nhân viên dọn dẹp. Em hiểu không? Để anh quan hiếp tụi nó. Ê, anh này, mình phải biết lùi một bước, tiến năm bước. Tranh thủ dịp này đến phá banh tiền bánh luôn. Nha, cũng có lý. Thông minh. Nè, hai chú đi dọn dẹp liền đi. Tiệm vô quá trời kìa. Chú qua đây nè chú. Dạ chú. Cái chữ này nó chưa được chắc nè. Dạ chú ơi, đóng đinh đi chú. À chú, lau cho kỹ với chú. Xong rồi chú ra đằng đó chú xếp giấy vô lại nha. Nó vô rồi nè chú. Tất nhiên phải vô rồi con. Không có gì con ơi. Xong. Wow, hai chú, quá trời việc mà hai chú làm trong tích tắc luôn. Lát giờ con sẽ kể với mẹ, để mẹ con sẽ liên hệ với hai chú nha. Còn bây giờ, làm ơn có thể thưởng cho hai chú 2 ly nước lọc được không? Dạ. Ủa, mọi người làm cái gì ở đây mà đông vui vậy? Dạ, đây là hai chú dọn dẹp hoàn hảo, dọn dẹp đa chức năng, giúp người giúp đời, không cần báo đáp. Wow, vậy hả? Sẵn tiện phòng lab của anh cũng cần phải dọn dẹp nữa. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Đi thôi hai chú. Đi thôi. Không phải chứ. Nữa hả? Đi đi chú. Chú. Anh làm thí nghiệm bị thất bại. Thôi anh đừng có lo, cặp đôi dọn dẹp siêu đa cấp này sẽ giúp phòng anh sạch bông sáng bóng luôn. Trong một nó nhẹ thôi, đúng không hay chú? Đúng rồi. Nhẹ thôi. Mệt quá đại ca. Ngồi đại ca. Thở đi. Đại ca. Tại sao mình lại trở về chỗ cũ thế này? Em không biết gì hết á. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng mà em thắc mắc nãy giờ, rốt cuộc hôm nay mình đã làm được việc gì xấu? Tức thiệt. Chuyện xấu hôm nay chính là làm chuyện tốt. Kẻ xấu như mình không được làm chuyện tốt, biết chưa? Dạ. Ủa, hai chú còn ở đây luôn hả? May quá vậy. Mẹ con đang cần người giúp, hai chú qua giúp mẹ con nha. Chạy đi. Ủa, con chưa chỉ đường mà.